Bài thơ Em tôi là bác sĩ, tác giả Oana, diễn ngâm Mạnh Hùng. Em gái tôi vừa tốt nghiệp ra trường, đã xung phong lên đường vào vùng dịch. Như bố kể thời ngày xưa đánh địch, vẫn một lòng xung kích có hề chi. Vì em là chiến sĩ của ngành y, bao gian khổ hiểm nguy không lùi bước. Dẫu vẫn hiểu những khó khăn phía trước đang rập rình từng bước chân em. Câu lương y như chính thật mẹ hiền, thương người bệnh nhiều đêm liền không ngủ. Là bác sĩ bao tình thương ấp ủ, dịch lan tràn vần vũ suốt canh thâu. Với tình thương người bệnh nơi tuyến đầu, cùng đồng đội hết lòng lo cứu chữa. Ôi em gái trái tim hồng đỏ lửa, tình yêu người tràn chứa một niềm tin. Việt Nam ơi, tổ quốc đẹp ba miền, ta vững bước một niềm tin theo đảng. Cùng chung tay cho bình minh ngời sáng, đất nước thanh bình rộn ràng.